sống không phải là sức mạnh hay là mưu mô tính toán, mà là tình thương. Chỉ có tình thương mới chiến thắng được tất cả. Thì mình nhìn cũng thấy nè, từ con voi bây giờ sắp thua rồi nghe, voi là nghe sắp thua, con chuột sẽ thắng, rồi mai mốt hết con voi rồi tới con gấu mai mốt sẽ thua con thỏ này là Đài Loan này nghe. Thì chuyện đời nó ngộ vậy đó, nhưng mà sẽ cái không có ai ngờ được. Chỉ có về trên á, là đã cơ vận đi hình nghìn năm, Kiệt thường nói cơ vận không bao giờ sai. Còn nói riêng về nước mình, tới ngày hôm nay cũng trở lại câu của Ngài Trần Trình Sư Phụ ngày xưa nói là chụp chia chọi với đồng minh. Mình giờ mình nói để mà cho nó dễ hiểu. Bây giờ là đậu trắng ra đậu trắng, đậu đen ra đậu đen, phải lựa ra hai bên. Cả mấy ngày nay ở bên mình cũng đang lựa đậu á, lưỡng cực, rồi sau đó mới cái gì tứ tượng rồi bát quái vậy đó. Đó, nó sẽ có mấy cái đó, tất cả đều là cơ bản hết, không có ai cãi được bề trên hết, cũng không có ai mà kéo tay hoài với trên nữa. Tại trên thương mình, không có muốn cho một hàng người lì lợm mà lại cả đống người phải chết oan theo. Cho nên mọi cách phải xoay chuyển chậm chậm lại. Thì cơ vận nó có đi chậm lại một chút, nhưng mà rất là màu nhiệm, rất là hữu hiệu. Mọi người nào tin cha, tin mẹ, tin Phật, tin Chúa thì người đó được cứu của cái thời kỳ này. Thuyền Bát Nhã là đây. Thuyền Bát Nhã là cái dấu này đây. Cái dấu Thiên Tâm là cái thuyền Bát Nhã của cái thời đại. Cha cho nhập đạo một cách rất là dễ dàng, đọc kinh Phật, lăng nghiêm thập chú, ngồi thiền. Mỗi ngày mình bị Covid, hay là hiện giờ Sài Gòn đang không còn náo nhiệt như xưa, không có việc làm, mình ở đó mình trông mình ngóng, thì bây giờ mình nên hiểu về tâm linh một chút. Đó là mục đích ở trên gọi là sàng lọc, là chỗ đó là sàng lọc, là hiện bây giờ những người nào có hữu duyên nghe được Kiệt thì quay đầu với tâm linh, quay đầu với trời, với Phật. Trừ khi con người nào hoàn toàn không tin mình là người có linh hồn thì cái đó là bỏ tay. Còn nếu mình tin mình có linh hồn thì mình đừng có nên chống chọi với trời, với Phật. Cả những người đang lãnh đạo, cả bác Ngô Đình Diệm á, bây giờ cũng là một con ma ở nhà thờ Phú Cam mà bữa thì có nói hồn của bác cũng đang ở đó, tại bác cũng không có được về trên, Chúa cũng đâu có rước, Phật cũng không rước, cho nên còn là ăn đảng ở chỗ nhà thờ Phú Cam Quế đó. Đó là 100%, 1000 luôn. Rồi cũng như cỡ như vua Bảo Đại mình hiện giờ cũng đang ở bên Pháp, ở bên Upper Man, ở bên Pháp đó. Thì đó là những cái gương mình phải hiểu. Cả những như Michael Jackson, nhà tỷ phú gì không biết, cũng là một cái hồn ma. Khi mà mình không đủ phước qua bên thế giới bên kia, nó cũng giống như một người homeless, một người mà đầu đường xó chợ mà không ai cho ăn vậy. Người lúc đó nhìn lại vợ con mình, lấy tiền lấy bạc của mình cho những người tình nhân rồi đó, lúc đó mình còn sôi máu lên nữa, mình càng nóng mình càng bị đỏ sâu nữa. Chết, cái linh hồn về đâu mới quan trọng, chứ không phải là lúc mình sống mình có uy quyền, mình có tiền, mình ăn hiếp những người coi yếu thế, nghèo túng mà mình không biết giúp đỡ, cái đó là tội nặng lắm. Thời nay tất cả mọi con người chúng ta chưa có bao giờ trong lịch sử mình tính lại trước khi ngày dịch